Gia Ân và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin News at Night cho thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2018. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời nắng nhẹ và mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 51 và thấp nhất vào ban đêm là 32. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thành phố New York nắng nhẹ và mây rải rác, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 53 và thấp nhất vào ban đêm là 34. Gió Tây từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Thủ đô Washington DC nắng nhẹ và mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 56, thấp nhất vào ban đêm là 37, gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Atlanta trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 62, thấp nhất vào ban đêm là 55, gió Tây Bắc dưới 5 dặm một giờ, dự báo có khoảng 60% xác suất mưa kéo dài đến chiều tối. Chicago trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 35 và thấp nhất vào ban đêm là 19. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Dallas trời âm u và nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 54, thấp nhất vào ban đêm là 44. Gió Đông Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Houston trời nhiều mây và âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 57 và thấp nhất vào ban đêm là 55. Gió Đông Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 60% xác suất mưa rải rác đến chiều tối. Chuyển sang khu vực Seattle, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 46 và thấp nhất vào ban đêm là 33. Gió Đông Bắc dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. San Jose trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 55, thấp nhất vào ban đêm là 32. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Los Angeles trời nắng nhẹ và mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 57, thấp nhất vào ban đêm là 41. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Và đó là phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Năm 21 tháng 2 năm 2019. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin News at Night ngày hôm nay là một bản tin về thế giới cho hay biểu tình ủng hộ quyền tự do phá thai tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Hàng trăm cư dân bản xứ, hầu hết đều là phụ nữ, vào ngày thứ Ba 19 tháng 2 đã cùng nhau quy tụ về trước khuôn viên của trụ sở quốc hội tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để ủng hộ cho việc hợp pháp hóa quyền tự do phá thai, ngay vào thời điểm quốc gia Nam Mỹ này đang chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters cung cấp đã cho thấy cảnh tượng đám đông tuần hành đang vẫy khăn tay màu xanh lá cây khi di chuyển trên đường phố, miệng hô vang các khẩu hiệu kêu gọi chính phủ hủy bỏ luật cấm phá thai. Trong bối cảnh luật pháp hiện nay chỉ cho phép những phụ nữ bị hiếp dâm hoặc gặp những biến chứng về sức khỏe làm phẫu thuật kết thúc thai kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, các thượng nghị sĩ trong Quốc hội Argentina đã bác bỏ dự luật hợp pháp hóa việc phụ nữ phá thai, bất chấp sự phản đối của các tổ chức đấu tranh bảo vệ nữ quyền. Bộ Y tế ước tính, trung bình vào mỗi năm có ít nhất 350.000 ca phá thai bất hợp pháp được tiến hành tại Argentina. Thưa quý vị, Tổng thống Chile chuẩn bị tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh để thành lập liên minh mới thay thế cho khối UNASUR. Tổng thống Chile Sebastián Piñera vào ngày thứ Ba 19 tháng 2 cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Santiago để cùng các quốc gia láng giềng thành lập nên một liên minh hợp tác mới nhằm mục đích thay thế cho khối UNASUR hiện nay, ngay vào thời điểm nhóm này đang lâm vào tình trạng bế tắc do phải chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ở Venezuela. Cách đây hơn 6 tháng, giới lãnh đạo Colombia từng đe dọa sẽ rút khỏi khối UNASUR vì cho rằng khối này đã hành động như một tòng phạm của chính phủ độc tài Caracas. Chile, Argentina, Brazil, Peru và Paraguay cũng đã tạm thời hủy bỏ tư cách thành viên của họ trong khối liên minh các quốc gia Nam Mỹ nhằm để phản đối đường lối lãnh đạo của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Vào thứ Sáu 22 tháng 2 sắp tới, đích thân Tổng thống Chile Sebastián Piñera sẽ công du sang Colombia để thị sát tiến trình vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo sang Venezuela. Các thành viên còn lại của khối UNASUR hiện là Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay,
Guyana và Suriname. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Cuba bác bỏ việc đưa quân sang Venezuela. Giới lãnh đạo Cuba vào thứ Ba ngày 19 tháng 2 vừa qua đã bác bỏ việc triển khai quân đội sang Venezuela, đồng thời cáo buộc đây là một lời vu khống vô căn cứ nằm trong âm mưu gây náo loạn thị thính của Hoa Kỳ. Tuyên bố này đã được chính quyền Havana đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc Donald Trump cáo buộc Cuba đang đưa quân sang hỗ trợ cho đồng minh là Tổng thống Nicolas Maduro, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị, tranh giành quyền lực vẫn đang bao trùm lên quốc gia châu Mỹ Latin nêu trên. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết, tất cả 20.000 công dân Cuba đang có mặt tại Venezuela đều là thường dân và nhân viên y tế. Trong suốt vài tuần lễ trở lại đây, Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu đã liên tục gia tăng áp lực yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức để nhường lại cho nhà lãnh đạo của đảng đối lập Juan Guaido. Cũng trong ngày thứ Ba, đại sứ Đức, Anh và Pháp đã đến gặp ông Guaido để thảo luận về việc cung cấp 18.2 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ cùng 70 tấn nhu yếu phẩm cho người dân Venezuela. Thưa quý vị, thiếu nữ người Anh từng gia nhập vào nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS bị tước bỏ quyền công dân. Thành viên Quốc hội Anh Quốc Lord Carly vào ngày thứ Ba 19 tháng 2 loan báo Bộ trưởng Gia cư Sahid Javid hiện đang cân nhắc việc tước bỏ quyền công dân của một thiếu nữ người bản xứ, người từng rời khỏi thủ đô London vào năm 15 tuổi để gia nhập vào nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS ở Syria. Mẹ ruột của Shamina Begum hiện đang mang quốc tịch Bangladesh. Nếu như điều này được chứng minh là sự thật, thì Shamina Begum sẽ nghiễm nhiên trở thành công dân của Bangladesh, thể theo hiến pháp của chính quyền Dhaka. Luật pháp quốc tế hiện không cho phép bất cứ ai rơi vào tình trạng vô chính phủ, do đó Bộ trưởng Gia cư Anh Quốc đang phải suy xét rất kỹ vấn đề này. Thiếu nữ Shamina Begum đã hạ sinh con trai vào tuần trước. Cô đã được một ký giả của nhật báo London Times tìm thấy bên trong trại tị nạn ở Syria. Hiện tại Shamina đang rất mong muốn quay trở về cố quốc, tuy nhiên, chính phủ Anh đã gửi thư thông báo về việc tước bỏ quốc tịch của cô đến gia đình. Kính thưa quý vị, tai nạn phi cơ khiến một người bị thiệt mạng tại Ấn Độ. Hai chiếc chiến đấu cơ của không lực Ấn Độ đã vừa va chạm với nhau giữa bầu trời tại tiểu bang miền Nam Karnataka vào thứ Ba ngày 19 tháng 2 vừa qua, khi đang tham gia vào một khóa huấn luyện trong khuôn khổ của cuộc triển lãm hàng không lớn, khiến cho một viên phi công bị thiệt mạng và hai người khác bị thương. Dựa vào thông tin ghi nhận được từ sở cảnh sát, hai chiếc phi cơ thuộc dòng Hawk của đơn vị Shiura Kiran Abaras đã rơi xuống gần căn cứ không quân Yelahanka, gây nên một trận hỏa hoạn lớn. Không có bất cứ một ai trên mặt đất bị thương vong. Cuộc triển lãm hàng không Aero India thường niên năm 2019 đã được ấn định diễn ra suốt 5 ngày với sự tham dự của gần 500 công ty sản xuất vũ khí quốc phòng đến từ khắp nơi trong và ngoài nước. Vào hồi đầu tháng, chiếc chiến đấu cơ khác của Ấn Độ cũng đã gặp tai nạn tại thành phố miền Nam Bengaluru, khiến cho hai người tử vong. Indonesia nộp đơn xin làm nhà tổ chức Thế vận hội 2032. Giới lãnh đạo Indonesia vào ngày thứ Ba 19 tháng 2 đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Thế vận hội để xin làm nhà tổ chức cuộc tranh tài thể thao Olympic 2032. Được biết, trong cuộc chạy đua lần này, Indonesia sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký như Ấn Độ và hai miền Nam Bắc Hàn. Đại sứ Indonesia tại Thụy Sĩ nói rằng, quốc gia của ông đã hoàn tất mọi thủ tục từ tuần trước và hy vọng Ủy ban Olympic Quốc tế IOC sẽ chấp thuận yêu cầu nêu trên. Nếu như mọi việc diễn ra theo đúng ý muốn, thì Indonesia sẽ trở thành quốc gia Á Châu thứ tư nhận được vinh hạnh tổ chức Thế vận hội sau Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn. Danh tính của quốc gia được chọn làm nơi tổ chức Olympic vào năm 2032 sẽ được công bố vào năm 2025. Thế vận hội mùa hè Summer Olympic 2020 sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Thủ đô Paris của Pháp đã được chọn là nơi tổ chức Thế vận hội 2024. Olympic 2028 sẽ diễn ra tại thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Gia Ân và Thiện Hạnh. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.